đang bán cho anh trai một tải đồ anh nhé. 110 đúng không? Vâng, đúng rồi. 1.710.000 ạ. À. Đây là một tải đồ anh em. Em cho hết vào một tải nhá. Ừ, đúng rồi. Nhưng mà cái này thì anh phải cầm đấy. Cái xem vừa cầm đúng rồi, không cầm đấy. Em cho hết vào tải. Cho cùng đi. Ok anh, ok anh. Anh em hôm nay đem xuống các bạn nhá. Đang đợi anh trai Toyota Vios đời 2018 qua lắp đôi cần gạt mưa. Các bạn ơi, các bạn lưu ý giúp mình là mình chỉ làm việc hết cái 8 hồn ở cái 983 này thôi. Sau đó là mình sẽ phá hủy toàn bộ cái 983 này, không làm ở đây nữa. Mình sẽ chuyển sang cái số nhà 110. Anh em trên cộng đồng chia sẻ giúp mình cái thông tin này nha các bạn nhá. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hiện tại đang đón anh trai quá lắm, một cần một cái đường Toyota Vios đây. Anh ơi, đây. Anh sao đâu ạ? Đi đi. Ok anh ơi, rồi em được rồi anh ơi. Đấy, anh trai mất cần gạt mưa các bạn nhá. Đấy. Hết tầm kính của anh luôn đấy. Các bạn đem hết tầm kính luôn, đèn led căng luôn. Rồi, à, ok chưa? Ok, rồi, sau đó thì mình sẽ bắn cái keo silicon A500 chống chuột vào nha các bạn nhá. Đấy, bắn cho anh cái keo này vào, chấm hết luôn. Khỏi ăn trộm anh em nhá. Đấy, khi nào mà anh tháo ra thì anh cứ tỉa cho em thôi, cứ cầm cái mũi khoan đấy, anh đưa đây anh tỉa ra là nó tự ra. Hết keo ở trong này bịt kín như đổ bê tông luôn. Sau lúc cái thằng nó cậy ra nó chửi về tao đâu? Không bao giờ tháo cái này đâu anh. Không bao giờ tháo này của anh chạy đến cả đời xe chả đợi đi ra tháo cái này mưa à, trừ được thì nó làm lốc điều hòa là phần để tháo ra để lấy cái này ra này. À thế anh. À, sau đó thì mình sẽ ấn này vào anh em nhá, ấn này cái lắp này vào để chấm hết luôn các bạn này. Lắp khó cựa luôn, lau sạch cho mình để chôn vào quê ấy nhá. À vâng vâng vâng, anh thích lau sạch gọn gàng luôn gì thế, để em lấy giải quyết em đâu. Còn không thì mai anh chỉ cần cầm tay bóc phát ra ngay ấy mà. Thôi rồi, lau sạch cho mình luôn. Giờ trộm rồi đấy. Bảo hành cho anh trai, bắt lần thứ hai đền trả các đôi khác luôn nhá. Thoải mái luôn, Ok anh, cảm ơn anh trai rất nhiều luôn. Anh kêu anh trai nhá. Có gì anh em nhớ ủng hộ mình nhá. Cảm ơn anh trai rất nhiều.